mời qua phòng khán giả. Dạ thích tất cả mọi người nhưng mà dạ sợ. Sợ ai? Một người sợ lắm, nhắc tới tên nên là sợ. Sợ ai? Anh thử nhắc cái tên coi. Lê Dương Bảo Lâm. Đừng nhắc, em sợ. Em sợ. Harry Won. Dễ thương. Tiến Luật. Dễ thương. Thích. Lê Dương Bảo Lâm. Đừng nhắc, em sợ. Em cũng sợ một người. Người đó tên gì em? Harry Won. À, Tiến Luật. Lâm Vĩ Dạ. Ôi, đi chụp cái kỳ duyên rồi. Yeah, 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 yeah. Qua hậu kỳ duyên. Tôi nói thiệt á, chưa bao giờ mà làm chung với Luật. Anh Luật xin chụp hình với tôi. Ngay cả Dương Lâm cũng vậy. Buồn lắm anh ơi, trách than ai bây giờ. Chưa giờ hai con người này xin chụp hình với tôi lắm. Bởi vì tôi thấy tổn. Dạ, chúc chụp danh tấm hình được không dạ? Xin lỗi em, à, xin lỗi anh, em là hoa hậu còn mình lợi. Em có dám không mà muốn chụp được chụp? Không, tại vì thấy em tâm sự vậy buồn anh tới xin chụp cho em đỡ tuổi thôi. Chứ đâu có ý định đó. Chứ đâu có ý định đó. Xin lỗi, không phải muốn chụp với em là chụp đâu anh. Đời buồn lắm người ơi. Có vợ có con rồi, thấy hoa hậu cái nhà tôi xin chụp hình. Tao quánh giá. Hoa hậu là người đẹp mà. Đàn ông mà không mê cái đẹp là nguy hiểm lắm á. Thôi chết rồi em ơi. Không anh ơi, mình có vợ, mình mê vợ mình thôi anh. Anh mê vợ anh yêu vợ anh nhưng mà anh vẫn mê người đẹp. Vậy sao không bao giờ anh xin chụp hình với em vậy? Em đẹp mà. Em đẹp mà. Toàn sự. Nói tới thì lại nói là anh hay lấy em ra làm cười đùa đồ. Rồi khóc, rồi cọc. Rồi khóc, rồi cọc, rồi này nọ. Anh đừng có dẹp bây giờ nè, nè nhìn nè. Tôi đứng kế kỳ duyên tôi thua. Thôi thua thì kỳ duyên cái gì? Thôi à. Tôi thua cái gì? Thua ngoài tôi lùn hơn, tôi xấu hơn, tôi thua cái gì mà anh đó, chê bai tôi. Xấu hơn là thua hết rồi. Tôi cũng là hoa hậu vậy, tôi hoa hậu cầu bình lợi. Nó thua đó. Đó là cái tôi hơn kỳ gì. Dạ đẹp mà. Dì đẹp luôn. Sao lấy cái một cân rất đẹp. Ngày trước là tại vì cái mùa của kỳ duyên tôi không thi thôi, chứ tôi mà thi kỳ duyên làm gì có cửa làm hoa hậu. Ờ, nhưng mà chị ơi, là mùa của em thì là chiều cao phải từ 1m68 trở lên đó. Chị đi, chị đi rút giò, chị đi kéo ra cho nó dài. Làm sao mà không được. Thôi mà nếu mà chị thi thì chị sẽ là người đẹp tự tin nhất. Đúng rồi em. Vượt qua mặc cảm, người đẹp vượt qua mặc cảm. Đúng đẹp quá à chị. Dạ nó chạy đi là chị cứ bằng hoài luôn á trời. Trời, tại vì em thích nhìn nhìn trời. Chứ đâu phải là vậy là em lùn hơn Duyên đâu, đúng không? Không có lùn hơn. Chứ không lẽ giờ em nói chuyện với em nhìn vậy. Vậy là em kỳ. Dạ Ngọc, dạ lớn Duyên mà. Thì lớn Duyên nhiều. Sao chưa chị vậy, sao còn sớt vậy má? Chị đó cái em mà. Yêu em, bé Duyên, bé Duyên. À, trải qua mùa thì Lâm rất là vui và hạnh phúc. Cảm ơn công ty Đông Tây Promotion để cho Lâm một cơ hội rất là lớn, để cho Lâm được đúng cùng những người chị, những người mà Lâm rất là thần tượng. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tân, của người chị thôi hả? Thần tượng Harry Won. Wow. Trong khi đó ổng chửi em ta nắp. Với lại anh Luật. Ước mơ được diễn chung anh Luật từ nhỏ, lúc mà Lâm còn như quê là anh Luật đã quanh tạc rồi, mà khi mà Lâm làm nghề mà anh Luật vẫn còn làm. Ủa ý là muốn đương bỏ nghề hay gì? Không, ý là anh... Còn Dạ thì sao? Còn Lâm Vĩ Dạ thì sao? Có thần tượng Lâm Vĩ Dạ không? Không, Vĩ Dạ không tượng bình thường. Thiệt là đau lòng. Dạ tới rồi, Lâm Vĩ Dạ tới. Anh Dạ tới phỏng vấn Lâm Vĩ Dạ đi ạ. Mời qua phỏng vấn Lâm Vĩ Dạ. Dạ thích tất cả mọi người nhưng mà dạ sợ. Sợ ai? Một người. Sợ lắm, nhắc tới tên nên là sợ. Sợ ai? Anh thử nhắc cái tên coi. Lê Dương Bảo Lâm. Đừng nhắc, em sợ. Em sợ. Harry Won. Dễ thương. Tiến Luật. Dễ thương. Thích. Lê Dương Bảo Lâm. Đừng nhắc, em sợ. Em cũng sợ một người. Người đó tên gì em? Harry Won. À, Tiến Luật. Lâm Vĩ Dạ. Hai vợ chồng chụp chung đi cho tự tin nè.
buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay. Ở trên thì gay gắt lắm, nhưng mà sau lưng nè, sau lưng thì thấy không? Tuyệt vời, anh chính là người đàn ông tuyệt vời. Làm đàn ông khổ lắm. Đừng ai nói là đàn ông sướng nha mọi người, không bao giờ sướng. So we were just kissed when we fell in love, not knowing what this. Khó, chết mẹ mày rồi con. Đâu mà đỡ em được. Rồi, 2, 3, ngã nào. Ngã. Ngã. Em kéo anh không ngã luôn á. Cho mình đổi thế này coi. Ngu nè, tao nói nè. Đưa. Đây là, anh đỡ
vô, anh để vô trong miệng em luôn. Em để vô trong miệng em luôn. Đi nè, cho luôn nè, cho luôn. Em chơi vậy là anh chơi lớn với em luôn. Rồi nè, lại đây cho em. Quẹt sao sao là hay là được rồi. Có lô rồi. Rồi thay cái bánh đi. Cái gì? Em rất cố gắng. Cái gì? Ý là em cố gắng giữ anh á, tại anh nặng quá à. Mình đã hẹn hò nhau trước rồi.